chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 5 trong phần chữ Hán của N5 nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về 6 chữ Hán. Các bạn cùng nhau nhìn lên bảng đây. Đây là 6 chữ Hán mà chúng ta sẽ cùng nhau học về ngày hôm nay. Và chủ yếu những chữ Hán ngày hôm nay thì đều nói về thời gian mọi người ạ. Và chữ Hán đầu tiên của chúng ta đó là chữ có âm Hán Việt là kim. Kim này chúng ta sẽ gặp trong từ ima. Ima là gì nhỉ? Là bây giờ. Thì kim này có nghĩa là thời điểm hiện tại, là bây giờ nhá. Bây giờ, hay là chúng ta gặp trong tháng này, tối nay, hôm nay này. Đó là hôm nay nhá. Thì những cái phần gạch chân là những cái từ mà chúng ta đã gặp rồi mọi người ạ. Đây là gì nhỉ? Là bây giờ này, là tối nay, là tuần này, là tháng này, hay là gì nhỉ? Là lần tới, côn đồ. Còn những cái đằng sau này thì chúng ta sẽ gặp về sau này nhá. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó. Cách viết của nó các bạn cùng nhau nhìn nhá. Đầu tiên bên trên này có hai cái nét. Mình lấy nhầm bút đỏ rồi. Chúng ta sẽ sửa lại thành bút xanh nhá, bút vàng nhá. Đầu tiên trên này sẽ có hai cái nét giống như cái mái nhà, đúng không mọi người? Và bên dưới này các bạn thấy giống chữ gì đây? Giống chữ gì trong katakana chúng ta học rồi nhỉ? Chữ ra đúng nào? Thế vậy mình nhớ chữ Hán này kiểu gì bây giờ? Ngay bây giờ hãy đi ra khỏi nhà. Đó. Ngay bây giờ thì đi ra khỏi nhà. Các bạn thấy từ ngay bây giờ và đi đây nhà, mái nhà đúng không? Đây chữ ra đúng nào? Ra thì nói tiếng Việt mình là đi ra khỏi nhà đúng nào? Nhớ chưa? Rồi, bây giờ đi ra khỏi nhà. Đó là chữ kim của chúng ta nhá. Thì các bạn cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này. Thứ nhất, cách đọc phổ biến nhất sẽ là gì nhỉ? Ima, khi mà nó đứng một mình. Ima là bây giờ này. Và sau này một loạt những cái từ này cũng đều đọc là ima hết mọi người. Ima nimo, tada ima hay là tatta ima. Và khi mà nó ghép với những chữ Hán khác thì nó sẽ dùng âm đọc là côn. Côn thì chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Tối nay sẽ là gì nhỉ? Côn bang. Rồi, côn bang này. Tuần này là gì nhỉ? Tuần này là côn siu. Được chưa? Tuần này là côn siu. Tháng này là côn getsu. Côn getsu. Chúng ta có từ côn đồ gì nhỉ? Mata côn đồ negashimasu. Lần tới. Thì cái trường hợp này đặc biệt đúng không? Côn đồ không phải là lần này mà lần tới. Thì cái này chúng ta buộc phải nhớ nhá. Hay là konya. Sau này mình sẽ học konya này là gì đấy? Là đêm nay nhá. Đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút những từ đã gạch chân nhá. Các bạn cùng nhau nhìn này. Thứ nhất là ima. Ima là bây giờ. Nào cùng nhau ôn tiếp nào. Chữ này chữ bang nào. Bang là gì nhỉ? Bang là buổi tối. Bây giờ tối nay sẽ là gì nhỉ? Là kombang, kombang. Rồi, chữ này chữ siu này, tuần này đúng không? Tuần này sẽ là gì nhỉ? Xin mời nào. Con siu, ok, con siu. Đấy. Tiếp theo tháng này là gì hả mọi người? Chữ nguyệt nào? Kongetsu, so kongetsu. Tiếp theo lần tới, mata kondo negashimasu là gì nhỉ? Kondo là lần tới nhá. Nghe như ông côn đồ đúng nào. Còn lại những cái từ này đều là ima hay là konya, vẫn là côn đấy nhé. Các bạn nhớ chưa? Những cái âm gì nhỉ? Âm ôn là những âm mà chúng ta khi ghép với những chữ Hán khác sẽ đọc như vậy nhá. Trong trường hợp này là côn chẳng hạn đúng nào. Ok, đó là về chữ kim đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang chữ thứ hai nhé. Chữ thứ hai là chữ có âm Hán Việt là phân. Và các bạn nhìn thấy chữ này quen không? Chúng ta hôm mà học về giờ hay là học về đếm giờ, đếm phút với thầy Dũng thì chúng ta đã gặp từ này rồi. Đó là chữ phân này nhá. Phân này là phút này. Và ngoài ra nghĩa của nó còn có nghĩa là phân chia mọi người ạ. Phân chia, ví dụ chia đôi cái bánh ra này. Đó nhá. Thế thì chúng ta sẽ gặp hai từ đọc rồi. Đó là đây. Mấy phút và phút đúng nào. Hãy xin mời các bạn cùng nhau nhìn về cách viết nhá. Đầu tiên bên trên này các bạn giờ thấy giống số mấy? Số 8 của chúng ta đúng nào. Và bên dưới các bạn nhìn thấy cái này giống con gì không? Trong cái bộ thủ, các bộ thủ chúng ta học là giống con dao đúng nào. Bây giờ mình tưởng tượng cái chữ này vừa là phút mà vừa có ý nghĩa là phân chia ra đúng nào. Thì bây giờ mình tưởng tượng nhé, mình cầm con dao mình chia đôi số 8 ra đúng nào. Hay là cầm con dao chia 8 phần, chia thành 8 phần bằng nhau nhá. Đó là chữ phân chia đúng nào. Các bạn cùng nhau viết lại nhá. Ok. Bên trên giống số 8, bên dưới con dao. Cầm con dao chia đôi số 8 ra đúng nào. Hay, chúng ta cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này. Cách đọc thì chúng ta có từ wakaru hay là wakeru. Thì cái này sau này khi mà mình gặp những cái từ vựng phân chia, chia đôi ra, chúng ta sẽ gặp từ này nhá. Wakeru sẽ viết như này này. Wakeru. Wakeru là chia đôi ra. Còn chủ yếu chúng ta học đến ngày hôm nay chúng ta đã biết về cách đọc là hưng. Hưng là phút này. Hay là chỗ này đọc là bưng. Bưng trong từ jibun de kibun. Gì đây? 4분의 1 hay là 한분 là một nửa, thì cái chỗ này mình chưa học và mình mới chỉ học ở đây thôi, đó là gì nhỉ? 5분 hay là 10분, 10 phút đúng không nào? Và ngoài ra cái từ mà từ số 10, chữ thập và chữ phân này này, nó không chỉ có cách đọc là gì nhỉ? Là 10 phút mà nó còn một cách đọc nữa là 10분. Cái hôm mà dạy về chữ thập mình đã nói rồi đúng nào? 10분. 10분 là đủ đúng nào? Đủ. Được chưa? Xin mời các mọi người cùng nhau ôn lại về cách đọc của nó nhá. Mấy phút là gì nhỉ mọi người nhỉ? Ima nam nanji nam pung desu ka? So nanji nam pung desu ka? Và phút sẽ là hưng, ok? Hưng. Còn những từ này chúng ta sẽ học về sau nhé, nhưng mình sẽ ghi luôn này. Jibun de, jibun, jibun, kibun là tâm trạng này, jibun đấy là tự mình, kibun là tâm trạng, jibun. Trong trường hợp này mình sẽ đọc là gì nhỉ? Jibun, jibun, cả hai cái đọc, một là 10 phút là jibun, hai là đủ sẽ là jibun rồi, hay là yonbun noi chi hay là hambun sẽ là một nửa. Đó là những cái sau này mình sẽ học nhá. Đấy, đó là về chữ phân của chúng ta. Xin mời mọi người bước sang chữ tiếp theo, đó là chữ bán. Bán này là bán gì nhỉ? Bán này mình nghe nhiều trong tiếng Việt rồi đúng nào? Bán không phải là bán hàng gì đâu, mà đây là bán là một nửa nhá, một nửa nhỉ? Và trong cái bài ngày hôm nay, không phải trong bài cho đến ngày hôm nay chúng ta đã gặp từ bán này trong từ gì nhỉ? Hang nhỉ? Hang sẽ là gọi là 1h30 này, 1h30 1 giờ, 1 giờ 30 phút đấy sẽ là ichiji hang, được chưa nhỉ? Ok. Hay là một nửa sẽ là hambun, hay là gì nhỉ? Hantoshi là nửa năm nhá, nửa năm. Thì về cách viết của nó như sau. Cách viết các bạn nhìn này. Có mấy nét đấy? 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét và 5 nét. Thế bây giờ về nhớ chữ Hán này thì có một cái rất là hay là ví dụ các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn tưởng tượng đây là cái gì nhá. Rồi, đây là mặt của con gì đây? Giống như mặt của con quỷ, nhìn rất là đáng ghét. Thế là mình cầm một con dao, mình xoẹt chia đôi cái mặt của nó ra. Đó, chia đôi cái mặt của nó ra sẽ là được mỗi bên là một nửa, đúng không nào? Mọi người nhìn thấy không? Đấy, chuẩn chưa? Trông giống mặt của con quỷ không? Đây, mình sẽ vẽ luôn vào đây nhá. Đấy, trông giống mặt của con quỷ, nhìn rất là đáng ghét. Thế là mình gì nhỉ? Mình cầm cái dao, mình chia đôi cái mặt của nó ra. Mà ngoài ra thì cái chữ này chúng ta còn thấy một cách nhớ nữa, đó là chữ này giống chữ gì nhỉ mọi người nhỉ? Giống chữ ki. Ki trong katakana đúng, nó viết như này, bên mình tưởng tượng nó đứng dọc như này. Thế bây giờ mình cắt đôi cái chữ ki này ra. Thì cách nào các bạn nhớ thấy mình nó dễ nhớ hơn đối với mình thì các bạn ghi nhớ nhá. Về cách đọc của nó thì nó chỉ có một cách đọc duy nhất, đó là từ han này thôi. Hàng, chúng ta sẽ lấy từ hang, hang là một nửa này. Hay là hambun là một nửa đúng nào? Hambun là một nửa. Hambun là một nửa phần này. Thế còn han này thì ngoài ra một nửa nó còn có nghĩa là rưỡi đúng nào? Rưỡi, ví dụ ichiji hang là 1h30 đúng nào? Hay là hantoshi là nửa năm. Được chưa? Hantoshi là nửa năm. Cùng nhau ôn lại mọi người nhá. Thứ nhất này là han là rưỡi nhá, han là rưỡi. Bây giờ một nửa sẽ là gì nhỉ? Đều cách đọc là gì đấy? Là hambun, hambun. Thế còn nửa năm sẽ là hantoshi. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta đi rất là đơn giản với 3 chữ Hán đầu tiên đúng nào? Không biết là 3 chữ Hán sau có đơn giản không nhỉ? Chắc chắn là đơn giản rồi, vì sao nhỉ? Vì học với cô Thành thì lúc nào phải đơn giản đúng không nào? Thế thì chúng ta gặp với chữ thời, thời là gì nhỉ? Thời là thời gian, là thì giờ. Và chữ thời này chỉ là chữ giờ nhá, chữ giờ. Giờ rồi. Giờ thì ngày hôm nay mình đã gặp đến những chữ giờ trong từ gì nhỉ? Ví dụ trong đồng hồ, toke, đồng hồ mà là chỉ giờ, thế nên là trong chữ đồng hồ nó sẽ có chữ giờ ở đây. Tiếp theo chữ ji là chữ giờ này, hay là mấy giờ này, hay là thỉnh thoảng, tokidoki, hay là jikan là thời gian. Còn từ này sau này mình sẽ học. Từ này là gì nhỉ? Bảng giờ tàu chạy đấy mọi người ạ. Hãy xin mời mọi người cùng nhau nhìn về trên bảng để chúng ta sẽ nhìn về cách viết của nó nhá. Đầu tiên một nửa bên này các bạn thấy quen không? Đây là bộ gì đấy? À đây là chữ nhật của chúng ta hôm trước đúng nào? Là bộ nhật luôn đúng nào? Và đằng sau chữ này có thể là các bạn sẽ chưa biết đâu. Tổng cộng chữ này sẽ có 10 nét, thì bây giờ mình sẽ phân tích chữ này cho mọi người cùng hiểu nhá. Đầu tiên bên này, một nửa bên này chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Là ngày. Ngày đúng nào? Là mặt trời đấy, đúng nào? Đây là chữ nhật mà. Còn đằng sau chữ này, bên trên là thổ đúng không? Bên dưới thực ra cái này sau này mình sẽ học một cái nửa này này. Là trong từ mamorimas, là trong từ bảo vệ đấy, đúng chưa nhỉ? Thế bây giờ cái chữ này nhá, mình phân tích bên phải trước nhá. Bên trên là thổ này, bên dưới trong từ mamorimas, tạo thành với nhau sẽ thành được một chữ gọi là chữ gì nhỉ? Chữ này là chùa nhá, oteda là chùa. chùa. Một nửa chữ này thôi, một nửa của chữ thời này là chữ chùa nhá. Thế chùa mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Ngay cả thứ bảy đúng nào? Ngay cả thứ bảy, thổ vừa là đất vừa là thứ bảy đúng nào? Ngay cả thứ bảy thì người ta cũng phải canh gác chùa, được chưa? Thế bây giờ mình sẽ hiểu nhá. Bên nửa này là chùa, còn bên này là chữ nhật đúng nào? Chữ nhật là ông mặt trời, là chủ nhật, là ngày này. Thế tức là gì đấy? Thời gian. Thế vậy liên kết như nào để ra câu chuyện liên quan đến chữ thời gian này nhỉ? Khi gì nhỉ? Khi mặt trời lên đúng nào? Khi mặt trời lên thì là thời điểm, là thời gian, hay là đến giờ. Đến giờ nhà chùa cần phải gì đấy nhỉ? Cần phải gióng chuông đúng nào? Cần phải gióng chuông hay cần phải mở cửa. Chúng ta hiểu như vậy nhá. Cứ mặt trời lên là gì nhỉ? Nhà chùa lại phải mở cửa, là đến giờ nhà chùa phải mở cửa. Đó là chữ thời của chúng ta nhá. Các bạn viết được chữ Hán này chưa? Mọi người cùng nhau tập viết nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, đó là chữ giờ của mình nhá. Hãy nhìn vào cách đọc này. Cách đọc thì chủ yếu của nó sẽ là chúng ta nhìn thấy nhiều nhất, đó là G. G là thời gian đúng nào? G này là giờ này, nan G là mấy giờ này, hay là G cẳng, được chưa nhỉ? G cẳng là thời gian. Kể cả trong chữ này cũng đọc là G hết, được chưa nhỉ? G cock cứ hiểu nhé, jikoku hiểu. Còn chữ này trong từ toke nhé, toke. Nó ghi là toki nhưng mà nó sẽ đọc hơi đặc biệt một chút, cái chữ này đọc là toke. Còn đây là tokidoki là thỉnh thoảng đúng nào? Tokidoki là thỉnh thoảng. Được chưa? Tokidoki là thỉnh thoảng. Nào cùng nhau ôn lại một lần nhá. Đồng hồ là gì nhỉ mọi người nhỉ? Đồng hồ là toke, so, toke. Giờ là ji, đúng rồi, giờ là ji. Tiếp theo, mấy giờ là gì nhỉ? Mấy giờ là nanji. Ok, mấy giờ là nanji. Thỉnh thoảng là gì nhỉ? Thỉnh thoảng là tokidoki. Tokidoki. Thời gian sẽ là jikan. So, jikan. Và đây chúng ta có từ jikoku hyo. Jikoku hyo. Đó là về chữ thời của mình nhá. Mọi người nhớ biết chữ thời như nào chưa? Khi mặt trời lên thì đến giờ nhà chùa phải gì nhỉ? Đến giờ nhà chùa phải bỏ cái nét này cho mình nhá. Đến giờ nhà chùa phải mở cửa, hay đến giờ nhà chùa phải gióng chuông lên nhá. Hay, tiếp theo mình sẽ học về chữ niên. Niên là gì nhỉ? Mình đã học ngày là chữ nhật này, tháng là chữ nguyệt này. Bây giờ chúng ta sẽ học về chữ năm, đó là chữ niên này nhá. Năm thì mình trong tất cả những cách đếm về năm thì mình sẽ có từ này thôi. Và sau này mình sẽ học từ nengajo là gì nhỉ? Là thiệp này, hay là hantoshi. Hantoshi vừa nãy gặp chữ bán rồi đúng nào? Là nửa năm, hay là gì nhỉ? Năm sau. Năm sau nữa sẽ là sarainen. Năm sau là rainen, và năm sau nữa sẽ là sarainen nhá. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học một vài những cái từ, ví dụ năm sau, năm trước, một năm hay là năm nào. Hãy thứ nhất là về cách viết của nó. Về cách viết như sau: 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét, và nét cuối cùng sẽ là nét sổ thẳng, 6 nét nhá. Hay, chữ Hán này thì phải nhớ như nào bây giờ? Thực ra mình nghĩ mãi không thể nào mà ra được cái câu chuyện nào thật là hay để cho các bạn nhớ về chữ Hán này cả. Mà bây giờ liên hệ một chút với cái chữ này. Hôm trước khi mà dạy về chữ umare, chữ sinh á, thì mình có dạy với các bạn đó là gì nhỉ? Buổi trưa, đây chữ ngọ đúng nào? Con bò gì đấy? Con bò nó được gì đấy? Nó được sinh ra đúng không? Đó, thế thì chúng ta học về chữ ngọ này rồi. Chúng ta nhìn qua về chữ ngọ này một lần, đó là buổi trưa. Rồi thế bây giờ buổi trưa gì nhỉ? Nào, bây giờ thêm một cái nét bên dưới trên này nữa sẽ thành chữ năm đúng không? Buổi trưa năm ấy. Hay, buổi trưa năm ấy thì mình cứ nhớ chữ ngọ như này. Hay, thế xong rồi mình thêm một cái ở bên trên nữa thành gì nhỉ? Buổi trưa năm ấy, đúng không nào? Buổi trưa năm ấy thì chúng ta có từ năm này nhá. Với những chữ Hán như này thì các bạn cố gắng gì nhỉ? Cố gắng nhớ cho mình nhá. Và nếu như bạn đang xem clip này mà thấy có cái câu chuyện nào hay, có liên tưởng nào thú vị mà có thể chia sẻ với cô giáo hay là mọi người được thì hãy comment xuống bên dưới, tất cả chúng ta cùng nhau tham khảo để có được những cái giờ học thú vị hơn nhá. Hay, tiếp theo về cách đọc. Cách đọc chủ yếu của nó sẽ là toshi. Chủ yếu sẽ là nên chứ đúng không nào? Còn âm cưng của nó sẽ là toshi. Chúng ta có từ hantoshi. Các bạn nhớ cho mình từ này nhá. Hantoshi là nửa năm. Nửa năm. Và nên thì sẽ có rất là nhiều trong nên này. Rainen là năm sau. Năm ngoài sẽ là kyonen. Kyonen. Hay, một năm sẽ là ichinen. Năm nào sẽ là gì nhỉ? Nan nên. Năm nào hay là mấy năm cũng được. Tiếp theo chúng ta có từ nên ga rổ đều là có nên hết, và sarai nện. Sarai nện là năm sau nữa. Ok chưa nhỉ? Đó là về chữ niên của chúng mình nhá. Hay, và chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập lại một lần nữa nhá. Nào, năm sau là gì nhỉ? Năm sau là một lần nữa nào. Xin mời, năm sau là rai nện. Năm ngoái là kyo nện. So, kyo nện. Một năm sẽ là ichi nện. Rồi. Mấy năm sẽ là nan nện. Năm nào nữa cũng được đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ nengajo và hantoshi. Hantoshi. Trời ơi, một chữ này mình cứ nhắc đi nhắc lại như thế này để các bạn nhớ, nên các bạn sẽ cố gắng nhớ cho mình nhá. Tiếp theo sarai nện là gì nhỉ? Năm sau nữa. Được chưa nào? Hay, và chúng ta cùng nhau bước đến chữ Hán cuối cùng của ngày hôm nay, đó là chữ bản. Bản này trong từ gì nhỉ? Bản này thứ nhất là trong từ chúng ta gặp nhiều nhất, đó là từ Nhật Bản này. Và có một từ bản nữa, đó là từ gì nhỉ? À không, một từ bản nữa và có một nghĩa nữa khi là đứng một mình trong trường hợp này sẽ là sách. Hông. Hông của yomimasu ne. Thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Là sách và là bản này trong từ Nhật Bản nhá. Hay, có 3 từ mà chúng ta đã học rồi thôi. Thứ nhất là Nhật Bản, thứ hai là sách và thứ ba là tiếng Nhật. Tiếng Nhật. Hay, thì viết chữ Hán này như nào nhỉ? Rồi, các bạn nhớ chữ Hán này không? Chữ này là chữ gì? Chữ này là chữ cây. Thế thì mình sẽ lý giải chữ Hán này theo cái âm, theo cái nghĩa của nó là quyển sách và chữ cây, từ chữ cây này nhá. Thế bây giờ sách thì được làm bằng gì mọi người? Giấy thì được làm bằng gì? Giấy được làm từ gỗ đúng nào? Gỗ chính là cây đúng nào? Thế bây giờ cây đang mọc ở trong rừng và mình đi vào mình chặt một cái cây về, chúng ta chặt này. Chặt một cái cây về để gì nhỉ? Để mang ra làm giấy, làm sách cho chúng ta đọc nhá. Được chưa nhỉ? Sách là cái gì nhỉ? Là cái phải chúng ta đi chặt cây về để làm sách. Đó, cái chỗ này giống như mình đang đi chặt cây đúng nào? Thì nhớ chữ Hán này chưa mọi người? Vậy chúng ta cùng nhau viết lại nhá. 1 2 3 4 5 nhỉ? 1 2 3 4 5 chưa? 1 2 3 4 5. Ok, đó chữ bản. Hãy xin mời cùng nhau chúng ta cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này. Moto, sau này mình sẽ học về cách đọc là moto nhá. Còn chủ yếu bây giờ sẽ là hông, ni hông hay là hông hay là ni hông gỗ. Còn những cái này sau này mình sẽ học nè. Và ngoài ra khi mà nó dùng để làm số đếm thì nó sẽ có cách đọc là bồng hay là pong nhá, pong. Được chưa? Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ôn lại một chút về những cái từ vựng ví dụ của nó nhá. Nhật Bản sẽ là gì nhỉ mọi người nhỉ? Ni, ni hông, so. Tiếp theo này, hông là sách. Và cuối cùng là gì nhỉ? Nihongo. Nihongo là gì nhỉ? Là tiếng Nhật đúng nào? Chữ go này chưa học đúng không? Ừ, nhưng mà cũng đã biết được rồi. Rồi. Còn những chữ này sau này mình sẽ học nhá. Chủ yếu cách đọc của nó đều là ghép với âm Hán khác, đều đã là hông hết, hông hết nhá. Hay, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về những chữ Hán này thông qua gì nhỉ? Thông qua cái bài tập giống như mọi khi nhá. Hay, bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần chữa những câu cuối cùng của phần bài tập này. Câu số 1 này, đọc là gì nhỉ mọi người nhỉ? Ima ne. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Bây giờ là mấy giờ rồi đúng nào? Sumimasen. Ima toke. So, toke ga arimasen là gì nhỉ? Xin lỗi, bây giờ tôi đang không có đồng hồ ở đây đúng nào? Các bạn thấy không? Chữ này đọc là ji mà đây xuống đây đọc là to ne. Toke ga arimasen. Câu số 2, câu số 2 là gì nhỉ? Konban. Hay, konban nani o tabemasu ka? Konban nani o tabemasu ka? Konban là tối nay đúng không? Tối nay cậu sẽ ăn gì? Câu số 3 này, kondo desu ne. Kondo ikshou ni asobimashou là gì nhỉ? Lần tới này chúng mình hãy cùng nhau đi chơi nhé, đúng không? Câu số 4 này, tokidoki. So, tokidoki. Tokidoki nihongo. Nihongo no hon wo yomimasu ne là gì nhỉ? Thỉnh thoảng thì tôi cũng có đọc gì nhỉ? Đọc sách tiếng Nhật. Nihongo no hon. Câu số 5 này, kongetsu desu ne. Kongetsu là tháng này. Kongetsu Kyoto ikimasu. Tháng này tôi sẽ đi Kyoto. Đó, Kyoto nhá. Câu số 6 này, Dũng Mori wa 7:30 kara desu. Lại là Dũng Mori đúng nào? Dũng Mori thì sẽ làm việc từ 7:30. Câu này các bạn hiểu như vậy nhá. Câu số 7 này, 映画が好きですから、時々、時々映画館へ行きます. Vì gì nhỉ? Vì tôi rất là thích xem phim, thế nên là thích phim ảnh đúng không? Thế nên là thỉnh thoảng tôi cũng có đi đến rạp chiếu phim. Ega càng đấy. Câu số 8 này. Nan nen đấy nhé. Nan nen nihon e. Chữ này đọc là nihon đấy nhé. Mình sẽ viết trên này nhá. Nihon e kimasu ka? 1 năm đấy đọc là gì nhỉ mọi người? Ichinen. So ichinen desu là gì nhỉ? Cậu sẽ đi Nhật bao nhiêu năm? Tôi đi 1 năm đúng không? Ichinen. Câu số 9 này. Rai nen. Chỗ này vẫn đọc là nihon nhá. Rai nen nihon e kimasu. Năm sau tôi sẽ đi Nhật. Đấy, và câu số 10 này. Câu số 10 năm nay đọc là gì nhỉ? Kotoshi. So, kotoshi wa nengajo. Nengajo kakimasu ka? Năm nay thì cậu có viết thiệp đúng không? Thiệp chúc mừng năm mới không đúng nào? Hay, và đó là 10 câu trong bài ngày hôm nay của chúng ta. Hy vọng là các bạn đã làm đúng hết nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Minasan, otsukare sama desu. Bye bye.